mất những con mèo nè, hãy mang chúng vào nhà. Ồ, dễ thương quá. Ừ, một bức thư. Cho mèo ăn, tắm cho mèo, chơi với mèo. Chúng ta cần phải cho chúng ăn. Được thôi. Những chú mèo con đâu rồi? Em không biết. Hãy tìm chúng đi. Dạ. Mèo con, mèo con. À, tìm thấy rồi. Một con. Mèo con, mèo con, mèo con, mèo con. Ôi trời ơi, mèo con, anh đến đây. Mèo con. Hai con. Mèo con, mèo con. À. Này mèo con, dừng lại, dừng lại, dừng lại. Tại sao không? Ủa? Mèo con, bé đi đâu vậy? Các con. Các con. Ồ, sao nhiều mèo con vậy? Các con lấy chúng ở đâu ra? Ở bên ngoài, gần cửa ra vào. Ồ. Chúng ta cần xây nhà cho mèo con. Đúng rồi. Nhà ư? Được mà. Ồ, mèo con, mấy đứa rất dễ thương. Ngôi nhà này cho bạn. Cái này dành cho bạn. Cái này dành cho bạn. Một con. Hai con. Ba con. Bốn con. Năm con. Các con có đói không? Dễ thương. Mèo con hãy chơi nào. Mình muốn đi trên một chiếc thuyền. Đây, đường này. Đi nào. Lên này với tôi. Nó là hươu cao cổ. Nó là hươu cao cổ. Cảm ơn rất nhiều. Nó là con báo. Sư tử.
Ngựa vằn thật dễ thương. Xin chào. Hey. Là con ếch. Xin chào. Xin chào. Con có thích thỏ không? Dạ thích. Tuyệt. Ta đi thôi. Vượng cáo, đúng rồi. Hey, you. Tuyệt vời. Chris, đến giờ ăn kem. Một con báo. Có thứ gì đằng sau tảng đá rơi xuống đó? Tuyệt vời. Nó là một con gấu đen. Động vật biểu tượng quốc gia của người Nga. Tuyệt vời. Tuyệt. Con có thích nó không? Dạ thích. Wow, wow. Run. Xe của con. Tuyệt. Oh, đi nào. Tuyệt vời. Đến lúc vui chơi.
ra.